xây dựng hình tượng anh hùng trong lòng một em bé 3 tuổi như thế nào? Thật bất ngờ khi các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng một trong những chủ đề mà các em nhỏ 1 đến 3 tuổi yêu thích nhất chính là làm thế nào mà con có thể tác động đến sự thay đổi của thế giới. Hay nói dễ hiểu hơn, con quan tâm đến những chủ đề mà con có thể hóa thân vào các công việc đóng góp cho cộng đồng như bác sĩ, chú công an hay một công việc mà 99% các em bé đều hào hứng chính là lính cứu hỏa. Vậy thì cuốn sách này là món quà không thể bỏ lỡ cho các em bé nhà mình rồi. Một cuốn sách sinh động khi miêu tả chân thực một đám cháy và cách mà các cô chú lính cứu hỏa thực hiện từng bước để dập tắt đám cháy, sơ cứu người bị nạn đấy. Bằng hình thức chuyển động, còn dễ dàng hiểu được các hành động như trượt xuống, xe cứu hỏa di chuyển, bắc thang, phun nước là như thế nào. Và tất nhiên, qua cuốn sách này, con cũng sẽ học được một số kỹ năng cơ bản cần thiết như còi báo cứu hỏa thì mình sẽ phải làm gì, biết nhường đường cho xe cứu hỏa. Và điều quan trọng hơn cả là con hiểu được sự vất vả, nguy hiểm của các cô chú lính cứu hỏa và thấy yêu thương, cảm phục tinh thần sẵn sàng chiến đấu của họ hơn nữa. Đây cũng là gieo trồng một tinh thần anh hùng trong lòng một em bé 3 tuổi đấy. Cuốn sách hay như vậy thì rất xứng đáng có trong tủ sách của em bé nhà mình, đúng không nào?